Chào mừng các bạn đến channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản giàu đặc biệt, một chiếc xe đặc biệt của nhà Tucson và chỉ duy nhất phiên bản này là phiên bản giàu thôi ạ. Với động cơ là 2.0 turbo thì chiếc xe đầy đủ, hoàn toàn đáp ứng được sức mạnh này, tính tiết kiệm nhiên liệu này, độ bền bỉ của động cơ Hyundai và đặc biệt là cái cách âm rất là tốt của động cơ Tucson này mới. Tucson mới này thì được ra mắt từ năm cuối năm 2021 đầu năm 2022 thì xe được ra mắt khoảng 1 năm thôi. Cho nên kiểu dáng vẫn rất là hiện đại, khỏe khoắn, và Tucson cũng là một chiếc xe hot. Nhưng hiện tại mình đang có sẵn phiên bản máy dầu số tự động màu đen, giá tốt, giao ngay cho các bạn. Về giá thì chiếc xe chỉ hơn 1 tỷ một chút, là 1 tỷ vài chục triệu, như là đâu đó khoảng 30-40 triệu thôi. Và hiện tại trong tháng này thì nhà máy Hyundai Thành Công có hỗ trợ tặng quà tặng cho khách hàng, đó là như là loa kéo, loa âm thanh, loa tháp, hoặc là cái máy lọc không khí cho khách hàng là mua xe Hyundai Tucson trong tháng 12 năm 2021. Thì chiếc xe này bên mình đang sạc lại ắc quy chứ không có vấn đề gì đâu ạ, chỉ là sạc lại ắc quy thôi đó. Thì về phụ kiện thì bên mình sẽ tặng cho các bạn phụ kiện chính hãng, đó là phim cách nhiệt New Sun của Mỹ, bảo hành 10 năm này, trải sàn da và bọc vô lăng da. Chiếc xe Hyundai Tucson bản giàu đặc biệt này có những cái công nghệ nổi bật, đó là công nghệ Hyundai Smart Sense, bao gồm là kiểm soát hành trình chủ động SCC, là tự động giữ khoảng cách và phanh so với xe phía trước, camera 360 độ, lưới tản nhiệt mạ chrome bóng, đèn pha tự động thích ứng. Chúng ta sẽ có cảm biến áp suất lốp cho tất cả các phiên bản Tucson, rồi camera 360 độ tích hợp trên gương, cảnh báo điểm mù trên gương. Phía đằng cốp xe thì chúng ta sẽ có là cốp điện, có nhớ cốp và chống kẹt thông minh, có logo của Tucson được đặt chìm ở đằng sau kính hậu. Phần động cơ máy dầu này thì là động cơ 2.0 turbo dẫn động với hệ thống hộp số là 8 cấp bánh răng, cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Các bạn đi 100 km đường trường trên cao tốc thì chỉ tiêu tốn khoảng 5 lít dầu trên 100 cây. Về phần nội thất thì phiên bản, ngoài phiên bản turbo ra thì tất cả các phiên bản Tucson đều được trang bị với nội thất màu đen và trần, đây là trần tông màu sáng. Màu đen thì có ưu điểm đó là sạch sẽ và nhìn cũng rất là sang trọng. Đó, không gian nội thất màu đen tạo cho chúng ta sự ấm cúng. Ghế lái thì được chỉnh điện lên đến 10 hướng. Và loa của Tucson phiên bản đặc biệt và xăng turbo là loa Bose. Trên chiếc vô lăng này chúng ta sẽ có những cái phím bấm mạ bạc cực kỳ là sang trọng. Chúng ta sẽ có hệ thống như là hỗ trợ giữ làn đường này trong gói Hyundai Smart Sense này, hệ thống giữ khoảng cách so với xe phía trước này, gói giới hạn tốc độ, rồi lẫy chuyển số trên vô lăng trên phiên bản dầu và xăng turbo. Đây là màn hình đa thông tin với kích thước là 10.25 inch và màn hình giải trí trung tâm ở đây với kích thước là 10.25 inch. Trên này sẽ có tích hợp bản đồ định vị Navitel do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, rất là ưu việt. Chúng ta sẽ có những công nghệ ở trên cái bệ tì tay này, đó là cần số bằng nút bấm này, thông gió làm mát và sưởi ấm hàng ghế phía trước, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, bật tắt cảm biến cam 360. Chế độ lái chúng ta sẽ có 4 chế độ lái là Eco tiết kiệm nhiên liệu, chế độ lái Normal là chế độ lái bình thường, chế độ lái Comfort là chế độ lái thông minh, Comfort là êm ái, và chế độ lái Sport là chế độ lái thể thao. Đây là phanh tay điện tử và phím Auto Hold, phím giữ phanh đó. Trên phiên bản Tucson thì chỉ có phiên bản turbo là có cửa sổ trời thôi, còn bản dầu đặc biệt và xăng biệt là chưa có. Nhưng mà đổi lại thì phiên bản dầu này phù hợp cho các bạn là mình đi đường trường, đi đường dài và
độ bền của máy dầu thì thường sẽ tốt hơn là của máy xăng. Đây, hàng ghế phía sau thì các bạn thấy nó được ngả rất là tốt, giúp các bạn đi đường dài không bị mệt và có những cái không gian rộng rãi để nghỉ ngơi cũng như để giải trí cho hàng ghế phía sau. Tucson cuối năm nay thì cũng sẵn một số bảng bên mình, có sẵn như là bản dầu đặc biệt này, sẵn màu trắng, màu đen, và bản xăng turbo thì cũng có thể về xe được. Nói chung là bên mình cũng sẵn sàng tất cả các phiên bản của Tucson để giao cho khách hàng. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu về Hyundai Tucson nói riêng và Hyundai nói chung, xin lòng liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình. Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để mình có thể hoàn thiện video được tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.